Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 5 cổ phiếu thuộc diện hạn chế và chỉ được giao dịch trong phiên chiều gồm HBX của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, IBC của Công ty Cổ phần Đầu tư Airbus Holdings, TGG của Công ty Cổ phần The Golden Group, AGM của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và TTB của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ sẽ bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023. Vì các doanh nghiệp này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.